chiến trường ukraine tiếp tục sụp sôi thời cơ đã đến tổng thư ký nato ủng hộ ukraine dùng vũ khí phương tây tấn công lãnh thổ nga cùng lúc đó ukraine tuyên bố phản công tiêu diệt lực lượng đặc biệt nga để lùi quân xâm lược khỏi Kharkov báo mỹ nga vô hiệu Starlink đánh sập liên lạc của Ukraine trên diện rộng, dàn quân ra là mồi cho HIMARS tưởng từ lệnh nga bị trừng phạt, Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, các nước đối tác Ukraine phải dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã tuyên bố về điều này trong một cuộc phỏng vấn với The Economist. Như ấn phẩm lưu ý, Tổng thư ký NATO thường không chỉ trích các chính sách của quốc gia thành viên lớn nhất và quan trọng nhất của liên minh, đó là Hoa Kỳ nhưng ông Stoltenberg đã làm chính điều này không nêu tên trực tiếp nước Mỹ nhưng ông cho biết rõ đang nói về ai tổng thư ký nêu rõ đã đến lúc các đồng minh cân nhắc liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí mà họ viện trợ cho Ukraine hay không đặc biệt hiện nay khi nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra ở khu vực Carcass gần biên giới việc cấm Ukraine sử dụng những loại vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến cho họ rất khó bảo vệ thưa quý vị ông stoltenberg nhấn mạnh người nga sẽ tiếp tục tấn công và giành được những lợi ích lãnh thổ nhất định ở khu vực biên giới bất chấp tổn thất chúng ta phải nhớ đây là gì đây là cuộc chiến tranh xâm lược ukraine của nga ukraine có quyền tự vệ và điều này bao gồm cả việc tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nga đồng thời tổng thư ký chỉ trích việc các nước châu âu không có khả năng thực hiện những nghĩa vụ đã đảm nhận của họ đối với việc cung cấp vũ khí ông nói các đồng minh châu Âu đã hứa cung cấp một triệu quả đạn pháo, chúng tôi chưa thấy điều gì gần như vậy. Ông Stoltenberg thừa nhận NATO nên tránh đối đầu trực tiếp với Liên bang Nga. Đồng thời ông nhận thấy sự khác biệt giữa việc cung cấp vũ khí và việc tham gia trực tiếp vào các cuộc chiến. Ông nhấn mạnh, chúng tôi tiến hành các cuộc tập trận, chúng tôi cung cấp vũ khí đạn dược cho Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động quân sự ở trên hoặc ở trong Ukraine từ lãnh thổ NATO. Vì vậy, đây là một vấn đề khác và bổ sung thêm rằng NATO sẽ không gửi quân tới Ukraine bất chấp tuyên bố công khai của Tổng thống Pháp. Ukraine tuyên bố phản công tiêu diệt lực lượng đặc biệt Nga, đẩy lùi quân xâm lược khỏi Kharkov. Tổng thống Ukraine Zelensky vào ngày 24 tháng 5 cho biết, quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát tác chiến ở các khu vực mà Nga đột kích trước đó ở phía bắc của tỉnh Kharkov, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết vào ngày 24 tháng 5, sau cuộc họp với các chỉ huy quân đội và quan chức địa phương ở Kharkov rằng, lực lượng của chúng tôi đã giành lại được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới Kharkov mà Nga đã tiến vào trước đó. Ông nói, hiện tại các lực lượng của Nga đã bị chặn, tình hình được kiểm soát và chúng tôi đang tiến hành các cuộc phản công và cũng thừa nhận rằng tình hình chiến trường hiện vẫn khó khăn khi binh sĩ Ukraine tiếp tục giữ vòng tuyến phía đông và phía nam của đất nước. Thưa quý vị, trong một báo cáo của lữ đoàn 92 Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Kharkov cho hay, toàn bộ đơn vị lực lượng đặc biệt của Nga đã bị tiêu diệt hôm nay tại Kharkov. Hoạt động của họ hoàn toàn thất bại. Lực lượng tinh nhuệ này thuộc lực lượng đặc biệt GRU, tình báo quân đội, là một lực lượng đặc biệt thuộc biên chế lực lượng đổ bộ đường không của quân đội Nga. Chúng đã cố gắng lẻn vào phía sau so phòng tuyến của Ukraine ở Kharkov, nhưng họ không hề biết rằng nhất cử nhất động đang bị theo dõi. Lực lượng phòng vệ Ukraine đã dặn bẫy phục kích và tiêu diệt hoàn toàn bộ đội quân này. Cùng ngày, thì quyền Phó Cục trưởng Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Ihor Prokopenko cho biết, Ukraine đã chặn đứng quân Nga ở Kharkov và bắt đầu phản công. Tại Kharkov, ông Prokopenko cho hay, Nga tìm cách lập vùng đệm an ninh ở đây. Quân Nga đang tìm kiếm cách tiến công về phía đông tỉnh Kharkov và vượt qua thành phố Kupiansk, nhưng vẫn chưa thành công. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cùng ngày cho biết, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra dọc theo gần như toàn bộ đường chiến tuyến và Ukraine đang gây tổn thất nặng nề cho phía Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nêu rõ, tình hình ở Sumy và Chernihiv đang được kiểm soát. Đối phương đang tập hợp quân trong lãnh thổ Nga, tiến hành các cuộc tấn công bằng đường không và pháo binh hàng ngày vào các khu định cư biên giới của Ukraine. Họ đang cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng, tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái Shahed. Cơ quan này cũng khẳng định Ukraine nắm được ý đồ của phía Nga và đang làm mọi thứ để phá hỏng kế hoạch đó. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, chúng tôi đang triển khai các lực lượng dự bị và hỏa lực nhằm giành thế chủ động trên chiến trường. Báo Mỹ, Nga vô hiệu Stalin đánh sập liên lạc của Ukraine trên diện rộng. Truyền thông Mỹ nói rằng Nga dường như đã biết cách gây nhiễu hệ thống Internet vệ tinh Stalin của Ukraine, cắt đứt khuyết mạch liên lạc của Kiev trên diện rộng. New York Times dẫn nguồn thảo tin cho biết, công nghệ gây nhiễu của Nga dường như đã bắt bài được dịch vụ Internet vệ tinh Stalin tại Ukraine. Kể từ đầu cuộc chiến, quân đội Ukraine đã sử dụng Stalin của SpaceX để liên lạc phối hợp tấn công và thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, báo Mỹ nói rằng, quân đội Nga được cho là đã lần đầu tiên đánh sập hệ thống Stalin trên diện rộng bằng tác chiến điện tử trong thời gian qua, gây ra vấn đề nghiêm trọng cho lực lượng tiền tuyến Ukraine. Các thành viên của lữ đoàn tấn công số 92 của Ukraine phàn nàn với New York Times rằng Stalin đã trở nên rất chậm chạp vào đầu tháng này khi quân đội Nga tiến qua biên giới phía Bắc để tấn công. Một binh sĩ có biệt danh là Ajax nói, một ngày trước cuộc tấn công của nga stalin bị sập nó trở nên rất chậm chúng ta đang thua trong cuộc chiến tác chiến điện tử mikhailo fedorov bộ trưởng kỹ thuật số ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng nga đang thử nghiệm các công cụ mới phức tạp để phá vỡ kết nối stalin vì nó rất quan trọng đối với chúng tôi ông cho biết ukraine đang hợp tác với spacex để giải quyết tình trạng chập chờ này theo báo Mỹ, Nga có thể đã gây nhiễu Starlink bằng cách triển khai các thiết bị tác chiến điện tử mạnh hơn và chính xác hơn. Một phi công lái máy bay không người lái có biệt danh là Cartel nói rằng một số binh sĩ phải chuyển sang ứng dụng nhắn tin văn bản vì Starlink quá chậm. Từ tháng 3, binh sĩ Ukraine nói với truyền thông Mỹ rằng họ liên tục gặp vấn đề khi kết nối với Starlink trong thời gian qua. Họ cho biết tốc độ kết nối với Starlink đã giảm và họ gặp tình trạng chập chờn khi còn dùng dịch vụ Internet. Vào tháng 4, một quan chức tác chiến điện tử của Nga từng tuyên bố Moscow đã biết cách bắt bài Starlink. Starlink là dự án mạng vệ tinh xoay quanh các chòm sao của công ty SpaceX của Mỹ, cung cấp kết nối Internet trên toàn cầu, đặc biệt là phục vụ người dân ở những nước xa xôi nhất trên trái đất. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, SpaceX đã cung cấp cho hàng chục ngàn thiết bị kết nối Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine. Ngay cả khi mạng di động và Internet bị phá hủy do chiến sự, các thiết bị Stalin vẫn cho phép Ukraine duy trì kết nối. Stalin cho phép quân đội Ukraine sở hữu một hệ thống thông tin đáng tin cậy và mạnh mẽ. Quân nhân Ukraine sử dụng các hệ thống này để phối hợp các nhiệm vụ phản công hoặc yêu cầu hỗ trợ pháo binh, cũng như điều khiển các thiết bị không người lái tấn công Nga. Nga từng dọa bắn rơi vệ tinh Stalin với lý do chúng được sử dụng để phục vụ cho quân đội Ukraine để chống lại Nga. Nếu Nga thực sự có thể làm nhiễu Stalin, bằng tác chiến điện tử, đây được xem là tin dữ đối với Ukraine vì điều đó có nghĩa là Moscow có thể ngắt được hệ thống thông tin liên lạc nòng cốt của đối thủ. Giàn quân ra làm mồi cho HIMARS, tướng Tư lệnh Nga bị trừng phạt. Theo các kênh Telegram ủng hộ chiến tranh của Nga. Một vị tướng quân đội Nga bị cáo buộc gây ra cuộc tấn công của Khaimars nhằm vào quân đội ở chiến trường Ukraine năm ngoái đã bị cách chức. Trung tướng Sobrav Atmedov đã bị cách chức tư lệnh quân đoàn vũ trang tổng hợp số 20 của Nga. Theo báo cáo từ các mi blogger nổi tiếng của Nga, đội khinh này hiện đang tham gia vào cuộc tấn công khốc liệt của Nga nhằm vào thành phố Liman phía đông trên mặt trận Donetsk. Newsquid không thể xác minh độc lập các báo cáo và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết họ không thể xác nhận việc cách chức tướng Akhmedov. Nhưng những tuyên bố về việc cách chức ông này rất đáng chú ý, vì đây sẽ là lần đầu tiên cách chức một sĩ quan tích cực chỉ huy các lực lượng Nga ở Ukraine như một phần của lực lượng vũ trang Nga, được sa thải gần đây. ISW lưu ý rằng Akhmedov đã tham gia vào nhiều thất bại trên chiến trường kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, bao gồm cả việc quân đoàn vũ trang tổng hợp số 20 gần đây. Không thể đạt được tiến bộ đáng kể trên trục Kharkov Lugan trong cuộc tấn công đang diễn ra của Nga. Người chỉ huy này cũng là mục tiêu của HIMARS, hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 của Ukraine tấn công lực lượng Nga tại thành phố Kremina, Lugan của Ukraine bị chiếm đóng vào tháng 6 năm 2023. Cuộc tấn công được cho là đã giết chết hoặc làm bị thương hàng trăm binh sĩ Nga, những người đã tập hợp để nghe tướng Abmedov phát biểu. Trong 2 giờ, mọi người đứng thành đám đông ở một nơi và chờ sự chỉ huy sư đoàn đọc bài phát biểu đầy động lực của mình. Millie Blogger nổi tiếng Raiba viết vào thời điểm đó. Một Mill Blogger nổi tiếng khác, đăng bài Gen 2 Majors nói về vụ việc Các bạn không thể đứng trong một cuộc suốt 2 tiếng đồng hồ ở một nơi. Các bạn đang làm gì vậy? Thưa các bạn chỉ huy, các bạn những người chịu trách nhiệm. Chúng ta đang có chiến tranh với sự ngu ngốc và cẩu thả của chính mình được bao phủ bởi những báo cáo hoa trương từ phía trên. Trước đó, Akhmadov chịu trách nhiệm về điều mà ISW mô tả là các cuộc tấn công tiêu hao của Nga gần Vuleda tỉnh Donetsk vào mùa đông 2022-2023 khi ông chỉ huy lữ đoàn bộ binh hải quân số 155. Sau đó với tư cách là cấp các phó của Đại tướng Rustam Muradov, Akhmedov đã được quân đội bất đồng chính kiến kêu gọi hỗ trợ nhắc đến cụ thể. Những người thuộc lữ đoàn 155 của Thủy quân lục chiến hàm đội Thái Bình Dương của Nga đã viết trong một bức thư gửi cho thống đốc Primorsky Krai rằng một lần nữa chúng ta lại bị tướng Muradov và anh rể đồng hương Akmerov ném vào một trận chiến khó hiểu để Muradov có thể kiếm tiền thưởng để khiến ông ta trông đẹp hơn trong mắt Tổng tham mưu trưởng nga Valery Gerasimov. Muradov bị loại khỏi quyền chỉ huy ngay sau cuộc tấn công Vuhledar thất bại. ISW đánh giá rằng Bộ trưởng Quốc phòng nga khi đó là Sergei Shoigu đã ra lệnh cho Muradov chiếm giữ Vuhledar bằng bất cứ giá nào để giảm bớt những lời chỉ trích ngày càng tăng về hành vi của quân đội Nga ở Ukraine. Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine Theo cơ quan báo chí của chính phủ Đức, vào ngày 23 tháng 5, Đức công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm đạn pháo, xe tăng Leopard 1 và hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS. Danh sách nội dung của gói viện trợ quân sự mới từ Đức rất dài, trong đó bao gồm 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5, 3 hệ thống phóng hỏa tiễn HIMARS, 8.500 quả đạn pháo 155 ly, 20 máy bay không người lái trên sát Vector kèm phụ tùng thay thế, 34 máy bay trên sát không người lái RQ-35 H1, 1 xe công binh bọc thép DACHS, một xe bọc thép sửa chữa và sơ tán BG Panzer II cùng phụ tùng thay thế, 4 xe tăng chống mìn Wiesent một kèm phụ kiện, hai máy cày chống mình 16 xe bồn Zitros, 400 đèn LED, 530 súng trường tấn công MK556, 80 súng trường chính xác cao HLR. 338 với 60.000 viên đạn, 111 súng trường CR308, 1,8 triệu hộp đạn cho súng cầm tay. Đức viện trợ Ukraine bằng cách cung cấp quân đội liên bang và hàng hóa công nghiệp được tài trợ từ quỹ liên bang. Vào tháng 2 năm 2023, tướng Karsten Brower, tổng thanh tra lực lượng vũ trang Đức, đã cam kết với tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Sersky, sẽ viện trợ ngắn hạn cho Ukraine với số tiền hơn 100 triệu euro. Ngày ngày hôm sau, chính phủ Đức đã cập nhật danh sách viện trợ quân sự cho Kiev Berlin bàn giao hàng chục máy bay không người lái mới cho Ukraine. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.